Thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp Nibifar hỗ trợ giúp mạnh gân cốt, dinh dưỡng khớp xương, một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Ninh Bình. Sinh nó là mẹ lo tất tật tiền bạc này kia hết trơn luôn. Đó giờ mẹ lo hết. Đẻ đứa đầu tiên mẹ có thưởng. Tại đứa không có. Đẻ đứa đầu tiên thì chưa thưởng. Nhưng mà tới đẻ đứa thứ hai thứ ba thì thưởng nhiều. Mỗi đứa 1,5 tỷ, mỗi đứa 1,5 tỷ. Tao gì đó. Đẻ lòng. Đẻ liền đứa 1,5 tỷ đẻ. Bây giờ vẫn còn treo giải em nữa đó. Trời ơi, vậy giải hả? Dạ, treo giải. Vậy giải nào lần 1,5 tỷ nữa. Mẹ Lê Giang thưởng, mẹ Lê Giang thưởng. Chào mừng hai mẹ con đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ. Chào cô, chào chị. Mời mẹ chồng với nàng dâu ngồi chơi. Dạ, chào Lê Lộc, chào anh Quyền Linh. Cần Thơ là mình ở tại thành phố Cần Thơ luôn hả? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Dạ. Rồi công việc mình làm gì chị? Chị thì chị làm chuyên về bất động sản. Dạ. Còn dâu đang làm gì? Dạ, con đang sản xuất mỹ phẩm. Mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, làm dâu của mẹ cũng gần 6 năm. Con 25 tuổi đúng không? Dạ. 6 năm là con lấy chồng là 19 tuổi hả? 19 tuổi. Vậy là con đoán một trai một gái. Dạ, em 2 gái 1 trai. Giỏi. Giỏi hơn chú luôn con. Vậy thì chị nhớ là trước đó 6 năm rồi, lúc mình gặp con dâu tương lai này, mình ấn tượng điều gì? Ấn tượng điều gì hả? Mẹ nói đại luôn nha. Nói đại với cậu ơi. Mẹ nói vậy nha. Bố quê chị ở trên Thái Lan, nhưng mà nhà chị có mua nhà ở Cần Thơ cho con. Chị nói dưới này học, mỗi 1 tháng thì chị phải đưa tiền cho con học 1 lần thì mới alo cho con ra. Thì chị ngồi ngoài quán cà phê thì con trai chị mới chở con bé này ra. Chở con bé này đầu tiên trong đời nha, gặp chỉ là coi như là y gan như có con nhái vậy, y gan như có con nhái vậy, khoảng 37 kg mà mặc cái quần riêng nó thì tới đây, mà cái quần mãi vậy có rách không, có rách không, có dội hot girl hot jean gì nó khé khé luôn, tôi có gì nè, mặc cái áo thì nó đưa tới luôn quần nón đắt ốm nhom. Sơn nói dạ thưa mẹ con mới ra, còn chỉ gì vậy? Trời, phái con trai mình mà không hỏi đưa bác chào bác chân dòm lâm lâm gì không hỏi hết trơn. Thì xong rồi kêu con vô uống cà phê mà chỉ không vô quán luôn, chỉ đứng ở ngồi trên xe vậy đó. Rồi vô đưa tiền con xong nói chuyện xong rồi về. Nhưng mà về là coi như là sáng không yên tâm điện. Alo con hả? Dạ con là mẹ. Con bé hả? Là con bé nào vậy? Bé đó coi như nó ở với Hậu Giang, Long Mỹ, nó lên đây nó học ở bên trung cấp mà dược. Mướn nhà trọ gần nhà mình, rồi con đi tới lui quen. Hỏi người yêu con cái gì, nó mới quen hơi hơi hả? Nói trời ơi con bé gì mà tình yêu của con mà gặp mẹ không hỏi gì chân. Trời không được nha con, nếu như mà bây giờ là gặp mẹ ít nhiều rồi coi như là khoái con trai của người ta, thì gặp cha mẹ người ta cũng phải là chào dạ thưa bác hay gì, con bận gì mắt lơm vậy. Nhưng mà lúc đó mình run quá hay sao Tiên? Nói chung á là hôm bữa đó là ảnh chở em lại là đâu có biết là chở ra mẹ đâu, mặc cái bộ đồ ở nhà mình, kiểu như là mình nghĩ mình ở trong trọ mình mặc chạy ra đi mua gì ăn thôi, cũng không có nói là chạy ra gặp mẹ. Ra thấy gặp mẹ ngồi chứ ngoại mà cái mặt của mẹ hơi sợ á, ngầu quá vậy, ngầu quá vậy, mặt ngầu lắm, mẹ ngồi mặt ngầu lắm, em sợ lắm luôn. Tại phòng khám đa khoa SBB với đội ngũ bác sĩ và đồng nghiệp giỏi, chúng tôi từng bước hướng tới một dịch vụ y tế tư nhân đẳng cấp, đồng hành cùng khách hàng xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh, chủ động với bệnh tật. SBB Healthcare dùng yêu thương, trí tuệ để thức tỉnh và cùng nhau hướng tới tương lai. Rồi em cũng đâu có biết là mẹ của anh Sơn đâu. Em nói trời tự nhiên cái chở đi ra con sợ gì mẹ biết không, con sợ là ra mượn tiền góp của người ta hay gì á, mượn tiền góp của người ta hay gì á. Trời ơi. Đó là nó nói thật. Ông bao này con mượn tiền góp đó, tại nó thấy chị mặt ngầu và nó tưởng đâu chị là bà chủ cho tiền góp. Rồi nó gặp rồi nó hết, nó sợ luôn. Sợ, con sợ lắm, rồi con không dám vô nó. Đúng ra cũng chào bà chủ cho tiền góp. Về cũng hối hận nhiều bữa đó. Có, về có nghe lúc tới cưới về mẹ về mới nói. Bà chị cũng ít chào nha, cưới về cũng đôi kia có lần khách ghé thì chị quên cái gì á, chị cũng ít chào, nhưng mà dạy riết rồi quen tiếng chào còn không cổ phải, còn phải vui vẻ. Ví dụ như sau này con có làm ăn kinh tế gì con vui vẻ, con quạt bát, con hòa đồng con mới làm giàu được. Chứ còn gặp người ta đối tác một ngó không ai đâu mà làm ăn với con. Không như gặp lần đầu không chào đó, rồi lần sau bao nhiêu lâu mới gặp nữa? Dạ con cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà lần sau thì có chào. Rồi sau đó về làm dâu. Bao lâu mới về bắt đầu cưới cô? Quen nhau cũng 8 tháng. Trời, quen lâu quá ha. Là cưới luôn hả cô hả? Chưa, quen rồi. Mới đầu thì anh chàng trai của con á, dạ, nó cũng quen chơi. Nhưng mà quen chơi rồi thành thiệt. Tình yêu mà thử là dính à. Đó, em nói mẹ ơi con cưới tiền. Dạ. Rồi cái cô mới hỏi chứ con bé đó tuổi gì? Nó là tuổi con trâu, là tuổi sủ. Dạ. Mà con cô thì tuổi tức. Con nhỏ này thì con trâu, cô thì thìn tức sủ mùi, tứ hình xung, cô không chịu. Con nói trời ơi sao con không được rồi con ơi, con quen nhỏ này là coi như là tứ hình xung mẹ không chịu. Dạ. Con tức mẹ thìn rồi nhỏ này sủ, đi ra cái thìn tức, đi vô sủ mùi thìn tức là làm sao làm ăn. Thôi mẹ không chịu. Rồi sao cô? Cái con bé này nó thương quá. Nó nhắn cô hả, một cái tin nhắn mà dài từ đây con đọc tới Bình Dương chưa hết, một cái tin nhắn mà dài từ đây con đọc tới Bình Dương chưa hết nữa. Bác ơi con thương anh Sơn lắm, con không thể nào thiếu anh Sơn được. Bác thương con, bác tìm cách như thế nào để mà cho hai cái tuổi cứng với nhau được. Con hứa là về con sẽ ngoan làm dâu chăm sóc bác, tuổi già bác dạy con cái gì con cũng nghe lời nấy hết trơn. Cái thấy cái tội nghiệp thằng kia thì coi như là đập đầu vô tường. Sao cô? Không cứ đập đầu, nổi giận. Mẹ không cứ đập đầu con chết đập tường vô đập tẩy có ngang chứ không phải nó hụt ngang, có đập sưng cột luôn á. Còn bà này thì là coi như vậy đẹp xuống. Mẹ ơi con yêu thương lắm, hai đứa con không để nào xa nhau được, dám nhau là chết rồi này kia. Rồi bắt đầu mấy người nhà mới bàn bạc với nhau. Cô tìm cách là coi như là bước trái. Bước trái là sao? Bước trái là có nghĩa là mình đi xuống nhà gái mà làm xui không có xuống alo hẹn ngày xuống rồi nói hai bên gãi nhau rồi là bước trái, là tới ngày là coi như là mình xuống mình làm đám nói thì nhà gái làm đám cưới, còn nhà chị làm đám cưới thì nhà gái tự đi lên như khách vậy đó, không có đón không có đưa không gì trên vậy đó, không có rước dâu, không lên đôi đèn, không bé cầu cao gì hết. Thì mình bước trái toàn bộ hết trơn, nhưng mà rồi cuối cùng về là coi như là chồng cũng thuận vợ cũng hòa, sanh con đẻ cái mới có đầu 5-6 năm đẻ ba đứa, 5-6 năm đẻ ba đứa. Nhưng mà nói nghe nè, cái đám cưới mà mình không có được tổ chức như bình thường á thì mình cảm thấy như thế nào? Em đâu có tuổi đâu, tại vì á mẹ đem vàng về cho em cũng nhiều á, Có nghĩa là cô bước trái, nhưng mà thật sự cô làm cái đám cưới là hoành tráng luôn mà ngang. Trời ơi, cho vàng nhạc sống là quýnh nguyên band, cho vàng giọng linh đình, tại không có được tuổi. Đây nè, đây là biết là cho vàng dữ lắm rồi đây nè. Trời ơi, mà người ta chiếu đây nè là cho dữ lắm, tầm đất ơi. Từ trên xuống dưới, hộp không quá ta. Dưới đường dép của con hộp nữa kìa, đây kìa. Ồ, mấy giờ rồi ta? Không có đồng hồ. Ủa, không phải đồng hồ hả? Trời, hai cái hộp này bữa nào cái gì mua bớt đồng thẳng. Mua nền để khoảng chừng 10 năm mà lấy hai hộp. Tại cái vụ này nó mắc cười nha. Bắt đầu hai đứa nó yêu nhau rồi cái thôi thấy cũng tội nghiệp, tạo điều kiện cho đi gia đình đi du lịch Phú Quốc chơi. Về là coi như hỏi bà mẹ không cho, khóc quá trời khóc. Rồi cái mới năn nỉ Sơn đi xuống dưới bước, đi xuống cái bắt đầu nói gì nói con của cô á, con của chị. Trời ơi mẹ ơi, con đi xuống dưới nhận tiền rồi hỏi gì? Trời ơi cái nhà gì mà quá trời nghèo, vô mất cộm không? Đó nó trợn đất ơi, nghèo rồi không được quyền có chồng hả? Đúng rồi. Nghèo không được quyền yêu hả? Nghèo không được quyền sống hả? Mà con đã thương con người ta rồi, mà bây giờ mẹ đã nói rồi, mà bây giờ mình cưới về nhà mình mà cái gì mình sợ nghèo. Đúng rồi. Đó. Kệ mày cứ cưới vợ thôi. Giàu nghèo để tao lo. Đúng rồi. Ví dụ như bây giờ đặt cho tự nhiên nhà gái người ta không có điều kiện, mình có điều kiện thì mình lo. Đó, rồi là coi như là chị cưới rồi chị một rồi cưới mãi ba luôn. Rồi sao cô? Cưới con gái. Rồi bắt ông xui bà về xui với thằng con gì này ở, mua nhà cho ở luôn. Trời ơi. Rồi thương nhau với chị em ruột luôn, không có nghĩ xui ra gì chứ. Còn thằng cưới rồi. Chú này. Chú hỏi cho ai? Thì kệ nó, được cho ai cũng được. Có tiếng là biết Lê Lộc trễ. Dạ. Thấy sớm mua lụm rồi, Duyên cô ơi. Dạ. Rồi đám cưới là mày chồng là cho khá con ha? Nhiều. Rồi giờ xuống cái nói chuyện cho cái ở sớm tao bật nữa. Trời ơi, có cái gì dữ vậy chứ. Nhưng mà nó đẹp. Đẹp không, có quyền đâu. Đẹp hả? Bây giờ là gì vậy, là chị cho nó đập sữa rồi đây chứ hồi đó đâu được vậy. Ủa vậy đó hả? Đập rồi đó hả? Trời ơi, đập tan nát rồi qua mới được vậy đó. Bữa nào đem con đập. Trời ơi, con được rồi, đập. Con được rồi. Đập mà đâu có lỡ, đâu biết đập có đẹp được vậy đâu. Đập cái hư luôn, chết chết rồi. Mà con đẹp rồi đập gì nữa? Dạ thì đó vừa đủ sai vậy. Lộc là xuất sắc rồi. Có gì đập, đập. Quyền Linh là quá xuất sắc, đẹp trai nè, chân mày đầy đủ, mũi cao, vuông mặt chữ điền, chữ V, rồi tay rồi giống Phật rồi, quá ok, đẹp trai, bánh bao rồi khỏi đập. Khỏi đập, ok. Nhưng mà rồi về lấy nhau rồi cô về có ở chung với cô không? Ở được bữa, ở được bữa. Cũng như là về quê đám cưới, làm linh đình. Rồi bắt đầu sáng, rồi bắt đầu hai đứa lên đường đi về Cần Thơ ở luôn. Vậy hả? Vậy mà nó đâu đâu nó chạy về, nó về chơi ăn bữa. Đó đi với Thơ nữa sao? Dài sọc tới Bình Dương luôn, con thương anh Sơn, con không thấy nào thiếu anh Sơn được. Bác cưới về đi rồi con nghe lời bác, con ngoan ngoãn, con chăm sóc, con lo chăm bác đủ điều hết trơn. Rồi cưới về bữa trước bữa sau lên đường Tòng Quân về Cần Thơ ở luôn. Trời ơi. Rồi lâu lâu cũng về ở bữa hai bữa vậy đó. Thí dụ như Tiên dạ. Con đi chợ bữa nay mẹ đi công chuyện, con ở nhà mua đồ ăn nha, thì về cũng con cá đuôi hồng sốt cà. Cái bắt đầu về bữa sau cái đi về dưới cái vài tháng lên cái kêu Tiên đi chợ thì nó cũng mua đuôi hồng với mấy cái cà chua nữa. Ừ, ủa sao con này không làm nữa? Mẹ ơi con biết con món một hà, con biết con món một hà. Không có biết làm món thứ hai. Cái từ đó sao nó thôi thổi gà để mẹ làm ăn luôn. Con có tin là 6 năm chưa cầm quét cái chổi, chưa có cầm cái chổi quét nhà, chưa có làm một bữa cơm cho bà già chồng ăn, thì có cái bữa cá súp cà mà nó làm lặt nhắc luôn, ăn dạ. Được, ngắn luôn. Rồi bắt đầu là tới giờ không nấu cơm, không nấu nước chân có bầu hay bà già chồng nấu yến, lặt yến, trời rồi chừng yến, ép yến cho ăn, nói chung tất tần tật. Nói tiếng 5, 6 năm làm dâu bà già chồng mà 5, 6 năm bà già chồng làm dâu lại không hả? Ở trên cái tỉnh đất Cần Thơ ai cũng biết luôn á. Vậy đó hả? Tại mẹ thương lắm, đi về mẹ còn cho đi học nữa, còn đi học dược nữa. Rồi sau đó rồi học dược xong rồi mới không tiếp tục thích cái đó nữa. Rồi xong cái xin tiền mẹ đi học nail. Cái mẹ cũng cho tiền, mẹ cũng cho tiền học mà cuối cùng cũng không học thành. 8 triệu phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Thợ với vừa tiền dụng cụ 7 triệu, 8 triệu đó. 7-8 triệu. Nghỉ. Rồi nó học rồi bắt đầu về nó làm được bộ móng tay cho bà già chồng nó hả? Mà nó dắt chảy máu luôn, rồi bắt đầu lên đường chia tay với nghề nghiệp luôn. Bộ duy nhất, bộ duy nhất của cô mà nó nhắc tôi nói bây giờ con làm cho mẹ không được sao mà làm cho khách, mà nhắc cho tao chảy máu rồi làm cho khách được. Rồi đã giải nghệ luôn, thấy chưa đâu. Mẹ ơi, giờ con ham bán tóc giả mà chụp lên dạ. Gì, tóc quấn tóc bờ hen. Hỏi nhiều con 6 triệu. Rồi đưa cho bán thì cũng chạy, có chiếc xe cúp 50 chạy vòng dao bắn hay dạ. Bán viết rồi chạy xe dao viết rồi bắt đầu mất tiêu luôn. Tóc thì nó mất mà tiền cũng lên đường luôn. Tóc giả là bán là mẹ cho con mượn tiền trước khi là cưới kìa, mới quen thôi là mẹ đã cho mượn tiền rồi. Rồi cưới sao mới cái vụ làm nail. Cái hỏi giờ có gì nữa không con? Dạ có nữa mẹ, cho con 20 triệu. Hỏi làm gì? Con live stream, mở shop quần áo. Đó bây giờ con cũng đi lên tới Sài Gòn, con với anh Sơn nè đi xe đi lên Sài Gòn cũng lấy quần áo về bán, nhưng mà kiểu như là bán ế. Người ta không có mua. Rồi sao? Rồi bắt đầu 20 triệu của mẹ đứt vốn luôn. Đúng rồi, đứt vốn rồi. Đứt luôn, mất tiêu luôn. Lúc mẹ đó tính coi 8 triệu làm nail với 7 triệu là 15 triệu hả cô? 20 triệu bán quần áo. 20 triệu bán 45 triệu. Rồi lên đường Tòng Quân luôn. Rồi bữa từ nào giờ là lấy vốn được chưa? Sau đó rồi em mỹ phẩm á, cũng bán riêng tới mỹ phẩm thì cũng thành công. Tới bây giờ em cũng xây được nhà máy sản xuất riêng. Giờ là hai vợ chồng là coi như có một cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm lớn lắm. Rồi nhưng mà về thì hai mẹ con mình có hợp nhau cái điều gì không Tiên? Mẹ thì rất là lo lắng cho em, nhưng mà có gì thì mẹ la rất là dữ nha, là dữ, nhưng mà mẹ rất là thương em luôn. Thì cũng như mẹ nói đó, em về em đâu có làm dâu đâu, tại vì nhà mẹ thì ở dưới quê, rồi mua nhà cho mấy anh em ở trên đây nè, rồi cưới em về thì ở nhà ở trên Cần Thơ cho em kinh doanh, em vừa đi học luôn. Rồi mẹ còn thuê giúp việc nhà nữa. Có một dâu nhưng mà mẹ vẫn thuê giúp việc nhà cho em luôn. Thì em đâu có làm gì đâu, suốt ngày là em chỉ có việc kinh doanh với lại em đi học thôi. Rồi tiền này kia ăn uống gì mẹ cũng cho hết. Lo cho nó hết trơn rồi lấy gì mít lòng mẹ chồng nàng dâu. Nó mít lòng chị nó không đói sao, nó khôn mít cả. Nó làm gì mít lòng. Đúng rồi. Mẹ lo hết trơn, bây giờ với tiếng như giờ em lo cho con rể hết trơn, còn rể nhắm mít lòng anh không? Là giả bộ chị để bộ la nè, giả bộ la con. Kệ cứ la cho tiền được rồi. Lên. Nghe lời chị không? Nói không nghe lời là chị không có tiền nghe. Dạ dạ. Chị cứ la thoải mái thì có cho tiền em được rồi. Vậy đó hả? Vậy đó, mẹ la là mẹ cho tiền là được, kệ càng la càng cho tiền cũng được. Nhưng mà mỗi lần la thì cũng sợ không? thì cũng leo lẻo theo rồi xin lỗi mẹ, rồi vừa điện thoại vừa nhắn tin rồi vừa qua kiểu như là nhận lỗi nữa. Ví dụ nói chung là có lỗi nó cũng biết xin lỗi. Rồi lúc con xin con đầu lòng là ai chăm cho con? Dạ đây mẹ con, mẹ chồng chăm với lại mẹ ruột của con chăm luôn. Thì lúc con vô phòng sinh đó là mẹ chồng con vô đỡ đẻ luôn á. Trời ơi. Lúc mà sinh á là mẹ lo tất tật tiền bạc này kia hết trơn luôn. Từ đó cho mẹ lo hết, nhưng mà đẻ đứa đầu tiên mẹ có thưởng gì? Tại đứa không có. Đẻ đứa đầu tiên thì chưa thưởng, nhưng mà tới đẻ đứa thứ hai thứ ba thì thưởng nhiều. Mỗi đứa 1,5 tỷ, mỗi đứa 1,5 tỷ. Tao gì đó. Đẻ lòng. Đẻ liền đứa 1,5 tỷ đẻ. Bây giờ vẫn còn treo giải em nữa đó. Trời ơi, vậy giải hả? Dạ, treo giải. Vậy giải sao lần 1,5 tỷ nữa. Mẹ Lê Giang thưởng, mẹ Lê Giang thưởng. Trời ơi, ngon à. Chưa thấy dâu chưa? Còn có cháu được 1,5 tỷ, còn dâu có cái hộp rồi. Trời, không có hộp này là cái hộp này, cái hộp này chị cho. Này mẹ tặng luôn. Cái hộp này là coi như đẻ, là coi như đặt cái thằng cháu nước tôn sau cùng. Dạ. Là coi như là cho về cái này là 4,2 tỷ. Trời ơi. Còn cái hộp trên cổ cái này cô? Cái hộp trên cổ này coi như là mượn mẹ. Mượn vậy bố không xin rồi. Xin rồi luôn. Cái sợi dây này là coi như của nó. Cái bữa đó vậy nè. Bữa nay mẹ con mình đi chích thuốc ngựa. Chích vaccine cúm đó. Chích thuốc ngựa, cái nó thấy cô đeo. Mẹ cái cọng dây con mà đeo cái mặt mẹ là nhức nhối với mẹ. Tôi nói vậy nè, làm luôn đi. Rồi bắt đầu làm tới giờ có trả gì đâu. Vậy là cho lấy luôn. Không trả là sao? Phải xin không? Đúng rồi. Mượn mà mẹ nói mẹ thích đeo thì đeo luôn đi. Sao mẹ chồng thương con dâu dữ vậy trời? Ủa sao không thương? Bây giờ chị nói cho em nghe nè, bây giờ em có một cặp công chúa của em. Em gả cho nhà trai em đứt ruột không? Đứt ruột. Em có nuôi con gái em thì em biết rồi. Rồi chị có con trai chị cưới con em về. Em đau không? Em buồn không? Rồi em có nhờ được gái em được gì không? Nuôi tới 20 mấy tuổi nhờ được gì đâu. Nhà trai chị cứ gì chị lụm hết rồi. Cái thứ nhất là con dâu của mình chăm sóc được con mình, cái mình đỡ chăm sóc con mình cái nè, thưởng đúng không? Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là sanh con đẻ cháu nói dòng tâm ngon cho đúng mình nè. Rồi cái thứ ba nữa là mình già thì dù sao đây chăng nữa con dâu nó cũng lo cho mình. Rồi không thương nó là thương ai? Không được tiền bạc mà bù đắp. Không được chứ. Chị thì nhà trai hiểu được điều đó nên nhà trai bù đắp. Đúng rồi. Mẹ chồng rất là thoáng với con dâu. Thật ra khó thì khó nhưng khó đúng chuyện đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Khó đúng chuyện luôn. Con có cảm giác có bao giờ con làm buồn lòng mẹ chồng hay là con có gì mà con thấy mình không có nói với mẹ chồng được không? Kiểu như là suy nghĩ lại, nhớ lại những cái chuyện lúc trước á, cái mình không biết cái gì hết trơn á, rồi làm mẹ không có vui á. Lúc trước thôi chứ giờ là hết rồi đúng không? Giờ dễ gì không dám làm mẹ vui là mất hộp. Trời đất ơi, mất hộp gì, nếu như nó không có chị là nó chết á. Chị nói giờ cần nghe thằng chồng đi nữa đi em không về. Mẹ ơi, cái gì vậy con? Anh Sơn đi giấc này chưa về, nó nhà không ngủ ghen. Chị nói với Cưng không chừng là Cưng, chị nấu chương trình này Cưng cấp với khen ghen luôn, ghen số 1. Ghen cái gì hả cô? Sao cô? Thì đang ngủ vậy là điện qua khóc. Tại thằng kia đi chơi thì đi chơi với bạn bè, rồi là cũng như quýnh đi da vi ơ rồi này kia vậy đó. Rồi bà này bà tưởng đâu đi ra có rễ có gọc. Rồi là điện thì ông kia ông mê chơi, ông cúp máy. Rồi ở nhà thì dãy tê tê điện. Rồi là coi như cô điện thì thằng con cô nó bắt máy. Hỏi con gì không? Con Tiên nó khóc ở đây nè, giờ 1 giờ con có cho mày ngủ không? Không ngủ tao mở cửa tao ra ngồi trước cửa tao mở tới sáng luôn cho tao lên máu tao chết đi rồi. Thì nó nói gì á, cho nên là chịch cái nó kêu déo hà. Nó đâu có dám giận hờn gì, mẹ lo cho con hết trơn. Cái gì cũng lo ngay, có chuyện tình cảm cũng mét mẹ ơi. Mà thí dụ như thằng chồng mà lên Facebook mà có gái gì comment cờ ơ gì vô hen là cũng không chịu nữa, không chịu. Cái bắt đầu là bị dọp đẻ rồi kia cái qua nói mẹ anh Sơn bên nay comment với gái. Bắt đầu chị la thằng con chị ha, lớp bóp 2-3 tiếng cái tự nhiên khỏe lên. Chị la thằng con chị ha, lớp bóp 2-3 tiếng cái tự nhiên khỏe lên. Em bị bệnh tâm lý luôn. Sinh em bé liên tục á, rồi cái tinh thần nó bị xuống á. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Bị cái đoạn lo âu quá. Sao con không hỏi kinh nghiệm của mẹ cách giữ chồng thì mẹ không có mà dạy nha. Mẹ có dạy hoài. Dạy nè, dạy được gì nè. Mẹ có dạy hoài. Tới bây giờ mẹ nói với con phải làm chảnh lên. Người phụ nữ mình muốn là giữ chồng mình phải bản lĩnh. Sao cô? Cái thứ nhất là con phải đẹp, mà con nhìn lại con có đẹp chưa? Cái thứ hai con phải giỏi làm ra tiền, con mới nói chuyện gì được thằng chồng được. Cái thứ ba con tỏ vẻ là không cần, đàn bà mà cần đàn ông có nó chảnh. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ cái thứ nhất nè, bây giờ con coi sắc đẹp là con từ trên tới dưới thiếu gì đắp vô, đắp gọt sữa. Là mẹ đưa đồng túi mẹ đồng ý cho đi sữa mới được sữa vậy đó hả? Tập không mới được vậy đó, vòng một vòng ơ gì làm láng hết trơn rồi đó, mũi mỏ gì cắt hết trơn anh. Trời ơi, cái thứ hai trong vấn đề kinh doanh, con muốn làm ăn gì mẹ hỗ trợ con, tại vì tụi con mới cưới nhau đâu có vốn, có gì mẹ hỗ trợ. Rồi cái thứ ba là coi như đừng ăn mặc lèn xèn, tối ngày ở nhà thì quấn đầm ghép, ban đêm thì mặc đồ sexy 100%, xịt gì phom tè 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 vô. Còn tông ốc thì coi như là giặt, kêu người làm giặt xả công ho rồi vô. Đúng rồi, tối là coi như là mặc mini ghép rồi vô. Rồi nhìn đó là coi như con quấn đầy đủ dung sụng mới hấp dẫn rồi, nó có con nào. Đúng rồi. Ừ đó. Hay đó, tâm lý hay. Rồi đó, từ đó tới giờ hả, thằng chồng nó mê nó gần chết. Mẹ nhớ cái lần gì nè, thấy dáng con á chưa có được đẹp lắm á, mẹ thấy mông bị lép á, mẹ mua quần độn mông cho mặc để mặc vô cho cái dáng nó sexy. Con nói trời đất ơi không được con ơi, con muốn phải tăng hình chữ S là coi như vòng một phải u lên. Rồi cái mông á là coi như thường thường ta bom mình sợ là coi như là hồi đó là chưa có tiến bộ như bây giờ, con học chưa tiến bộ. Để mẹ mua cái quần độn mông cho con. Mua quần độn mông, bắt đầu là coi như đi mua quần độn mông đem qua cho sách tự bên nhà đi, đem qua chờ cho con dâu. Rồi bắt đầu kêu con mặc vô coi đó mặc không, bắt đầu con ẩn ra coi hình chữ S rõ ràng chưa. Nhưng mà cái vòng một còn hơi nhỏ, vòng một của con mới bằng cái trái chanh mà bây giờ tao phải cho mình còn trái bự đi Sài Gòn, quýnh lên một cái gì đi không nổi. Quýnh về đi cắm đầu luôn. Em cũng nghe theo lời á, em đặt sai bự nhất là em đặt sai bự nhất luôn. Quýnh ai là coi như là bằng cái bự ngang vậy. Sai bự nhất luôn hả? Dạ. Rồi cắm đầu, cắm đầu là điên sao cô? Bình thường nghĩa là quýnh ai là coi như thằng chồng nó thấy cái bự rồi nó nhìn với nó cắm đầu. Trước khi có em bé cái người em đã bự rồi, nhưng mà sau khi sinh bé đầu tiên á thì nó bị nhỏ, rất là tự ti, khóc hoài à, khóc với mẹ hoài à. Bây giờ là ý là quần độn mông là mình bỏ rồi tại lúc trước ốm, bây giờ em tròn trịa lên hơn trước, hơn tới 5-6 kg rồi, 37 kg luôn à, bây giờ về nuôi được 40 mấy kg. Tưởng đâu bỏ cái quần độn mông bơm vô. Ủa mà bây giờ cái mông con có làm không? Không nói chuyện với mẹ đâu có đà đâu, có không đi mà mẹ thấy con rung rung nè, không biết có làm chuyện giấu à, mà tại biết sinh ba đứa á, người nở nang ra. Theo chị thì Lê Lộc đập vòng một thôi, con sợ cắm đầu lắm. Trai nó cắm đầu cái quần đậu mông bữa còn không? Không có, cái vụ ấy là coi như cô gửi cho con quần đậu mông, không có mua cái mới gửi cho con cái mà đậu mông là coi như là đặt từ nước ngoài nha, không cô phải mua con mới có vé, cô phải mua cái quần. Nhưng mà con là coi như cha mặc là coi như cỡ xe ớt. Dạ xe ớt theo con biết sai luôn thấy chưa, mẹ đỉnh lắm. Bây giờ con thấy con còn ghen đúng không? Chồng con có yêu thương con nhiều quá dạ, thương nhiều, thương nhiều hơn nhưng mà vẫn còn ghen. Mà nó ghen tại nó lắm luôn. Ví dụ như gặp gái comment trên không cho Facebook comment cũng chạy qua quét mét cô nữa. Vậy đó. Cái đó giao tiếp thôi, đừng ghen mệt mình nữa con. Trời đất ơi, chị nói hoài cái gì. Rồi á là chị mới nói nếu như trường hợp kể cả dâu hai, dâu ba, nếu như con cô mà có gì là cô tự xử, tụi con đừng ghen. Tụi con ghen rồi bắt đầu con khóc, con ăn ngủ không được rồi xấu xí nó còn bỏ sớm nữa. Tụi con mát mẹ xử đẹp tới nhà xúc luôn. Đấy. Ở nhà làm luôn á. Bây giờ con như này chơi TikTok chưa lắm luôn. Dạ. Rồi ở tối ngày nó bắt đầu làm điên. Phải vô nhảy ai chỉ vậy? Đây nè, hồi đốc dịch. Rồi ở dưới bắt đầu là áp dụng chỉ thị 16. Rồi nhà chị là coi như có máu văn nghệ cũng có cái đờn hột ganh nhà vậy đó. Rồi chị sao chị nấu cơm rồi này kia chị nghe làm ầm trong này tưởng sao mở cửa thấy nó ca cái bài gì mà hot nhất rồi lúc đó là gì rồi tới luôn thôi. Rồi bắt đầu là coi như là đờn ca là nhảy vô tư, cái đó là coi như ngẫu nhiên chứ không có sắp bài gì chứ. Rồi tự nhiên hot luôn đó. Mình làm cho tinh thần mình vững lên để tối ngày trời ơi dịch Covid sợ chết rồi bắt đầu mình chưa có nhiễm mà chết rồi cho nên mình làm cho nó cũng như là kích động tinh thần lên với cái năng lượng mình truyền tải cho bà con cho người ta vui lên. Giờ là chị là còn chơi TikTok không còn làm thì lâu lâu nó cũng làm cùng làm điên. Chị nói với Cần nó kêu chị đóng mà không có kịch bản kịch gì trơn ngang, tự nhiên bữa đó nó qua kêu làm mà làm hả chị nhập vai chị tưởng chị làm như thiệt cái đó Nó sợ xanh mặt mày nó muốn xỉu luôn. Sao vậy? Sao vậy cô? Cái kịch bản, tại vì em cũng là làm TikTok, em cũng làm TikTok cũng nhiều rồi, xong tới kịch bản mà kêu mẹ chồng diễn á, tới mẹ chồng khúc mà mẹ chồng chửi em dâu á, mẹ nhập tâm quá, mẹ chửi em sợ quá em đứt nghỉ diễn luôn. Nó kêu bây giờ mẹ phải làm gì, còn con làm gì vậy nè, nó chỉ gì đó. Rồi làm á bắt đầu mặt mày nó xanh giận muốn gặp bẻ, tại vì với ông mà mẹ chồng ra thiệt, cậu đi sao mày làm gì con sợ với tao nó diễn. Mẹ diễn như thiệt luôn á, diễn viên luôn á chị, mẹ diễn như diễn viên luôn á, không ngờ luôn á, tại lúc trước giờ đâu có diễn với mẹ đâu. Không, chị mang thiếu á, con người của chị có nhiều cái năng lượng tích cực á, nó vui vẻ thoải mái, ai nói chuyện tiếp xúc của chị cũng rất là vui luôn. Truyền năng lượng, truyền lửa, truyền lửa. Con trai á nó có giống chị không? Thằng nhỏ giống, mằng lớn không giống, mằng lớn hiền. Chồng của Tiên nè, chồng Tiên giống chị. Giống chị hả? Cũng chịu chơi đồ tiếu đồ này kia giỡn hết rồi vậy đó. Kêu nó vô đây coi. Sơn, chú Linh gặp con. Vô đây Sơn. Dạ con. Trai mà. Không có năng lượng nhiều như mẹ con không? Dạ con năng lượng lắm. Bây giờ con thấy vợ con có điều gì mà cần làm với mẹ con không? Dạ, lúc cưới về thì con cũng có chỉ dạy cho vợ con nhiều lắm. Dạ, nó cũng phải hiếu thảo với cha mẹ, rồi về cũng phải chăm sóc, như phải để ý với lo cho mẹ nhiều. Tới bây giờ thì vợ con đã được bao nhiêu phần trăm con căn dặn với mẹ rồi? Dạ chắc được 50% ạ. Dạ, với lại là hai vợ chồng con cũng ở riêng nữa chú. Ở gần đó không? Dạ cũng cách khoảng 100-200 mét hả? Ồ, dạ, sát bên mà. Dạ. Hôm nay thì con muốn nói gì với mẹ chồng con không? Mẹ là quá tuyệt vời rồi. Hồi đó đến giờ con không nghĩ là con sẽ gặp được người mẹ chồng như vậy luôn á. Khi mà con bệnh nào này kia đúng không? Chồng con là hỏi sao mẹ luôn á. Mẹ chứ không ở chung nhà chứ điện thoại là hoài luôn. Điện thoại con không nghe máy á. Lo sợ mà mẹ mệt luôn á. Mẹ không có gì mà để con giận hay là không có cái gì để con phải ghét mẹ chứ, tại vì mẹ quá tuyệt vời luôn, chu đáo mọi thứ, kể cả lo cho cha mẹ của con luôn. Bây giờ con đứng lên ha, con ôm mẹ của mình á, con nói lời cảm ơn hay diện cảm xúc gì con với mẹ chồng đó. Con cảm ơn mẹ rất là nhiều luôn. Người ta nói á, là lấy chồng á thì sẽ khổ, nhưng mà thật sự luôn là từ khi con lấy chồng á là cuộc đời con nó thay đổi luôn á, kiểu như là con không ngờ lại cuộc đời của con nó lại được sung sướng đến mức như vậy. Hồi xưa con ao ước cái gì đó là giờ mẹ về mẹ lo cho con chu đáo hết tất cả mọi thứ. Con cảm ơn mẹ rất là nhiều luôn. Mẹ thương con. Đừng lo, mẹ nghĩ con như con ruột của mẹ đó, nghĩ là con dâu. Mẹ thương hai vợ chồng con lắm, thương cháu nội mẹ. Hy vọng là coi như là Quyền Linh sau này gã hai cục vàng của Huyền Linh gặp bà vợ chồng hữu trị nè nghe. Bữa nay lý día nhả día mà xui. Con trai cũng muốn nói gì với mẹ không? Dạ con cũng muốn nói gửi lời cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương và tần tảo với hai đứa con, và hỗ trợ hai đứa con trong suốt thời gian qua, trong kinh doanh cũng như trong hạnh phúc gia đình. Hai đứa con hứa là sẽ cố gắng phát triển theo những lời mẹ dạy. Nhân cái dịp này thì cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn Quyền Linh, cảm ơn Lê Lộc. Và cái cầu mong lớn nhất của mẹ, mẹ không hề cực khổ, mẹ không hề than lan, miễn làm sao tụi con hạnh phúc với nhau, yêu thương nhau, để sau này gây dựng một cái gia đình cũng lo cho con của con, cũng như chính bản thân mẹ lo cho tụi con vậy. Cảm ơn rất nhiều. Con có món quà tặng mẹ. Wow, hồi nào giờ mình tặng con dâu không à, phải không cô? Chắc ít khi nào được cô dâu tặng quà hả cô hả? Cũng có, thỉnh thoảng có, nhưng mà cô tặng nhiều hơn dâu tặng cô. Nói chung là cũng nhờ mẹ cho nên là cái sự nghiệp của hai vợ chồng con bây giờ là cũng thành công rồi. Thì con cũng có nhiều lần nói là mẹ ơi mẹ nghỉ làm đi để hai vợ chồng con lo cho, nhưng mà chắc là chưa có đủ đô với mẹ cho nên là mẹ vẫn chưa chịu nghỉ. Cho nên là chẳng có món quà nào quý hơn bằng sức khỏe của mẹ hết trơn á. Cho nên là con tặng cho mẹ là cái phần quà sức khỏe. Giờ con chỉ mong cho mẹ có thật là nhiều sức khỏe thôi. Rồi mẹ cảm ơn con rất nhiều. Cái này con gửi tặng mẹ. Wow. Trời ơi. Rồi nhân dịp chương trình là coi như là món quà hiếu thảo của con trai chị. Chị xin chân thành gửi tặng Huyền Linh, lấy cái vía của chị nè. Lấy cái vía nữa có là coi như là làm xui con gái, con gái là coi như là được bà vợ chồng ngon lành. Dạ. Tặng lại cho Lê Lộc để gia đình này luôn. Trời ơi. Thôi em nhận đi, vợ chồng em tặng. Trời ơi, cái này là coi như là lấy vía 6 năm rồi dẫn cái chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu mà chưa bao giờ con với chú Quyền Linh được tặng bó hoa gì. Có ví dụ bánh, quà trái này kia, nhưng mà đây là cái vật cảm thấy là nó rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay. Thì con xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn Tiên, cảm ơn vợ chồng em ngày hôm nay đã đem một cái câu chuyện rất là hay gửi đến Mẹ Chồng Nàng Dâu. Còn không, mà chú có nó quay có 3 số mà anh ngồi anh giống như là anh ngủ gục vậy đó. Nhưng mà chú có nhớ là chú uống tới 4 ly không? Đúng. Ủa, tôi mà ngủ thì mua mình tôi uống thôi chứ. Mắc mới vừa mua tới 1,2 triệu tiền uống vậy tôi uống. Vậy nè, tiền nước 1,2 triệu hả chú? Ừ. Hôm nay không phải. Ờ, cái này có 9,5 rưỡi à. À, đứa này của Lộc hả? Dạ, dạ, em chưa cộng viên nhưng chắc cỡ đó. Rồi, nghệ sĩ mốt nghe tới chạy. Lộc, em comeback mà sao mà em phải tốn tiền vậy? Không, bởi vì không quan lần thôi à. Dạ, chị Lộc tâm sự rất là dễ thương. Tâm ơi, vô là tuyên ký. Tâm ơi, chị mới đi tiền mặt, có gì chút xíu nữa em mua anh chị đi rồi cái gì em trừ lương chị nha. Vậy là con biết chị Lộc giống ai rồi đó chú. Tính cho chú luôn hả? Cái đó, anh tự nguyện. Đó là do mình là chị Thúy nè. Không ai ép chị ăn luôn nha. Con cháu tội nghiệp lắm. Nó ăn được không? Hả? Không. Tội nghiệp nó lâu lâu nó trở lại, được lấy tiền đó. Tôi lỡ thì tôi lo luôn thôi. Khoảng tâm nữa nè. Cái gì chị? Đặt gì mà nhiều dữ vậy chị hai? Em kể chị nghe. Em đặt rồi. Nó có cái lý do đó chị hiểu không? Chị nghĩ đi. Ekip là đã 23 người rồi. Rồi tổ sân khấu 4 người là 27 người, MC 2 người nữa là 29 người. Rồi chưa kể ví dụ như là các chị xuống thăm chú Linh giữa giờ. Chị nào chỉ là chỉ mặt, chị nào chị nào em không có chị không, có nhiều chị khác trước chị nữa. Ủa, không hiểu thôi. Chị Nga đó phải không? Chị Hằng Nga đúng không? Chị Hằng Nga chở đúng không? Thôi nói chứ Lộc không ở đây, đừng để nó trả, để tôi lo luôn cho Chi nó luôn đi Thúy. Dạ. Đừng nói vợ anh biết nha. Chị Thúy cũng đừng có ghi cái tờ giấy cuối tháng rồi ấy. Sinh nhật nghe. Sinh nhật em nghe. Tháng này là sinh nhật ai? Là tháng này chú quay 11 số nhưng mà chú chị thấy tính chú 8 số rồi đúng không? Để trừ bớt tiền ăn để chú hỏi đúng không? Sợ chứ không còn số hết. Không còn số nào. Nó bào đi, bào ngày đó. Tháng này không có sinh nhật, anh Linh tháng này không có sinh nhật ai hết. Hết làm thân đi anh ơi, anh thấy em thấy anh làm thân là anh tốn tiền đó. Mình thêm đi ăn đừng mình thân. Thân như đây thôi. Đủ rồi đó anh, đủ rồi. Như chương trình. Thân như đây thôi, mỗi đứa chương trình nè. Thì đó này mỗi đứa chương trình đó đâu có tính ra là chú làm ở MCD là có Bạn Muốn Hẹn Hò nè, Mẹ Chồng Nàng Dâu, Tình Trong Năm nè, Du Hành Trước nè, 4 chương trình mà chương trình nào cũng bảo chú hết. Xong rồi nó cho ăn củ khoai như đợt trước. Lần đầu tiên tôi ăn của MCV tôi không phải trả tiền, nó là củ khoai lang. Không luôn đó. Không, đáng lẽ là con có cái củ bự hơn. Nhưng mà chị Siro cũng nhìn mặt đổi tên đó chú. Chọn nói ăn mình đi cũng tốn tiền, nhất định không ăn. Anh có việc phải về gấp. À, ngày hôm nay em phải đưa bà ngoại đi tập yoga. Bye. Đi tìm tình yêu đích thực nhưng ngoài đời một trời một vực với profile với tính năng EKYC, xác thực hình ảnh, speakable cho bạn, mát thật, sẽ chia thật.